Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam, miền Nam của Trung Quốc, khiến ít nhất 381 người thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào khoảng 16:30 chiều thứ Bảy vừa qua tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam của Trung Quốc. Tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 12 km dưới lòng đất. Theo báo cáo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, CENC, trận động đất làm ít nhất 367 người chết cùng hàng nghìn người bị thương. Tôi đang ở căn hộ trên tầng 5 thì cảm thấy rung lắc dữ dội, đồ đạc trong nhà liên tiếp rơi khỏi kệ. Xinhua dẫn lời người dân tại Trường Thông cho hay. Một số địa phương khác như Côn Minh, Trùng Khánh, Lạc Sơn, Thành Đô cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Hầu hết mọi người đều vội vã rời khỏi các tòa nhà và đổ xuống đường, điện đã bị cắt, dịch vụ viễn thông cũng bị gián đoạn ở nhiều nơi. Động đất làm nứt vỡ nhiều nhà cửa và công trình công cộng, quá nhiều tòa nhà bị phá hủy. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin về số người chết và bị thương, một quan chức địa phương nói. Cảnh sát và quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ tán và cứu nạn. Nhà chức trách gửi 2.000 lều bạt, 3.000 giường gấp, chăn, áo ấm đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận các nạn nhân ở những thị trấn xa xôi ngay trong đêm. Hình ảnh trên trang xã hội Weibo cho thấy nhân viên cứu hộ rất vất vả tìm kiếm dưới đống đổ nát của các tòa nhà đã bị sàn phẳng. Nơi trận động đất xảy ra là khu vực miền núi, chủ yếu canh tác nông nghiệp và là nơi rất dễ xảy ra động đất. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc, các chi nhánh Hội chữ thập đỏ Hồng Kông, Macau và các tỉnh lân cận Tứ Xuyên đã gửi hàng cứu trợ. Năm 1974, một trận động đất xảy ra ở cùng khu vực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, giáp Vân Nam, làm chết hàng chục nghìn người và san phẳng một vùng đất rộng lớn. Giới chức Trung Quốc cho biết, trận mưa bão lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam của nước này, đã khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tại thành phố Nha An, chính quyền địa phương cho biết, mưa lớn bắt đầu từ sáng thứ Ba gây ra lụt lội ở 3 vùng ngoại ô, ảnh hưởng tới đời sống của 16.900 người. Thời tiết xấu còn gây ra thiệt hại về kinh tế tới 125 triệu USD, khoảng 768 triệu nhân dân tệ. Nhằm bảo toàn tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 5.200 cư dân và khách du lịch ra khỏi những nơi ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, lũ lụt còn gây ra sạt lở đất tại một làng ở thành phố Bắc Xuyên, cắt đứt thông tin liên lạc, cũng như cản trở giao thông tại một số tuyến đường tại các vùng ngoại ô thành phố này. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, gần 42.000 người dân tại đây bị ảnh hưởng. Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 2.019 cư dân nhằm đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, Ban Quản lý sân bay quốc tế Song Lưu đã phải hủy hơn 23 chuyến bay khứ hồi, ảnh hưởng đến 4.000 hành khách. Trung tâm khí tượng thủy văn Tứ Xuyên đã nâng tình trạng mưa bão từ báo động màu da cam đến mức cao nhất màu đỏ và dự báo sẽ có mưa lớn kèm theo sấm sét tại các thành phố Thành Đô, Nhà An, Đức Dương. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết có một chiếc cầu bắc qua sông Bàn Giang ở thành phố Giang Du thuộc tỉnh này đã bị sập, khiến nhiều phương tiện và người đi bộ đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11:30 phút theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người và phương tiện trên cầu. Do đó, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số người bị nạn. Đến chiều cùng ngày mới cứu được 3 người. Giới chức địa phương đã khẩn cấp điều động 55 lính cứu hộ cùng 6 đội tàu thuyền để tìm kiếm những nạn nhân trong phạm vi 10 km dọc sông. Theo điều tra ban đầu, lưu lượng dòng chảy của nước lũ đạt trên 25.000 m3 trên giây là nguyên nhân có thể khiến cầu bị sập. Với chiều dài 200m và rộng 6m, cây cầu được xây dựng vào những năm 1967, được tu sửa sau trận động đất 8 độ Richter xảy ra tại thành phố Vân Xuyên vào năm 2008. Kính thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm nay, sau một trận lở đất khủng khiếp đã nhấn chìm cộng đồng những người đào vàng, có ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 100 người bị mất tích. Lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi hẻo lánh gần thị trấn Nhai Tự, thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông. Quân đội đã cử một nhóm binh sĩ tới hiện trường vụ lở đất để đào bới các ngôi nhà bị vùi lấp, đưa thi thể những người bị thiệt mạng ra ngoài. Nhai Tự và thị trấn lân cận Nhai Sơn thu hút hàng ngàn người tới tìm kiếm vàng trong những năm qua. Các hoạt động đào vàng hầu hết là bất hợp pháp tại đây đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Có 25 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vòng 5 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Nhưng chính quyền địa phương nơi đây cho biết khoảng 100 người khác hiện vẫn đang mất tích. Chu Nãi Tường, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông cho biết
Ước tính số dân ở ngôi làng bị lở đất chôn vùi vào khoảng 700-800 người, trong đó ở thị trấn Nhai Tự. Trong đó, công nhân mỏ đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất. Năm 2009, một trận lở đất khác cũng đã xảy ra gần cộng đồng dân đào vàng này, cũng gây ra thương vong lớn. Chúng tôi đã yêu cầu họ rời khỏi khu vực này hồi tháng trước và nhiều người đã rời đi, ông Chu cho biết trên đài truyền hình CCTV. Thưa quý vị, lũ lụt đang bùng phát ở Trung Quốc, cảnh báo lũ lụt cho sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà đã được ban hành. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử đã qua đập Tam Hiệp vào tuần trước. Theo dự đoán, một đợt lũ mới có thể hình thành vào ngày hôm nay và sẽ sớm tràn vào đập Tam Hiệp. Thượng nguồn sông Hoàng Hà phát cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4, phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Sông Hoàng Hà cũng bùng phát lũ. Sáng qua, sông Hoài Hà phát đi tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ, một con đê bị bùng nổ để xả lũ ở huyện Tuyền Giao, An Huy của Trung Quốc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, một số xã ở Trung Quốc vẫn tiếp tục ngay từ đầu tháng trước đã có mưa lớn ở phía tây nam, vành đai mưa sẽ kéo ra toàn bộ lưu vực sông Dương Tử. Mưa xối xả đã kéo dài khoảng 40 ngày khi vành đai di chuyển về phía bắc. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho sông Hoàng Hà. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, hay còn gọi là Ủy ban sông Hoàng Hà, đã đưa ra cảnh báo sớm vào tối ngày hôm qua. Thông báo rằng sông Hoàng Hà sẽ trải qua lũ số 3 khi nước lũ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mực nước các hồ chứa ở Long Dương Hạ và Lưu Gia Hạ đang tiến gần đến mực nước giới hạn lũ. Theo dự đoán của Ủy ban Hoàng Hà, lũ lụt trên lưu vực sông Hoàng Hà sẽ lan đến các tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông. Do đó, ngay cả các lực lượng của quân đội BLA Trung Quốc ở phía Tây và phía Tây Bắc của sông Hoàng Hà đều sẵn sàng hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Nối liền sông Dương Tử và sông Hoàng Hà là vùng nước của sông Hoài Hà. Sông Hoài Hà được mệnh danh là con sông khó quản lý nhất của Trung Quốc. Cảnh báo lũ màu đỏ đã được đưa ra vào sáng ngày hôm qua, trong đó đập Tương Gia Bá giúp chuyển hướng đối với tình hình lũ của sông Hoàng Hà. Và đợt lũ đầu tiên trong 13 năm qua, sau đó các cửa cống lại được mở để tích lũ. Hai bên bờ sông Hoài Hà đã có mưa lớn trong hơn một tháng. Lượng mưa tháng trước đã phá vỡ kỷ lục lịch sử so với cùng thời kỳ. Tháng này mưa lớn hơn. Hôm qua, sông Hoài Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng số 1. Sau đó, mức độ ứng phó khẩn cấp phòng chống thiên tai đã được nâng lên nhiều lần. Tính đến 6 giờ 36 tối qua, mực nước của Vương Gia Bá đã tăng lên 29,96m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,66m, nhanh chóng nâng cảnh báo lũ màu đỏ, nâng cấp khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán lên cấp độ 1. Và lúc 8 giờ 32 tối qua, sau 13 năm, Vương Gia Bá một lần nữa mở cửa xả lũ, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với dòng sông Hoài Hà vốn đã căng thẳng. Trung Quốc đang trải qua lũ lụt do mưa xối xả. Hôm thứ Hai, một trận lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc của Trung Quốc đã khiến 27 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích. 9 ngôi làng bị ngập lụt và hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Phóng viên CCTV sáng nay đã đưa tin về những người lính cứu hỏa và người dân địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận lũ lụt. Lũ quét ập vào những ngọn núi ở huyện Đại Đồng đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng. Đoạn video cho thấy các mái nhà bị tốc mái, cây đổ trên mặt đất và các phương tiện bị hư hỏng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết bầu trời chớp giật, sấm sét ầm ầm trong 20 phút. Sau đó là trận mưa như chút nước, mưa làm ngập đường phố, cánh đồng. Nông dân cho biết, cừu cũng bị lũ cuốn trôi, internet và điện thoại bị cắt. 9.835 người ở 9 ngôi làng bị mắc kẹt trong vùng lũ. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp 3 về thiên tai. Sấm sét và mưa lớn thường xảy ra vào thời điểm này trong năm. Nhưng năm nay, giống như các quốc gia khác, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt. Hôm thứ Ba, mực nước sông ở Bành Châu, Tứ Xuyên đột ngột dâng cao, khiến 17 người thiệt mạng. Các tỉnh miền Tây nắng nóng kỷ lục. Một số khu vực ở miền Trung và Tây Nam của Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt mốc 42 độ kể từ đầu tháng. Và tại các thành phố lớn, điều hòa đang hoạt động hết công suất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, nhiệt độ cao và hạn hán đã gây ra áp lực lên nguồn cung cấp điện của Tứ Xuyên, với mức tiêu thụ điện tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng cơn mưa xối xả đã không bù đắp được sự cạn kiệt của nguồn nước ở lưu vực sông Dương Tử, vốn đã xuống mức thấp nhất trong vòng 150 năm qua và làm lộ ra những di tích đã bị nhấn chìm dưới lòng sông 600 năm trước. Ở thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chảy của đập Cát Châu đang giảm dần. Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng của thủy điện, đã thông báo hôm thứ Ba rằng tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến các thành phố và khu công nghiệp trong tỉnh. Theo một video được người dùng Internet phát sóng, kế hoạch cắt giảm điện được thực hiện giới hạn trong 6 ngày và nhằm mục đích để lại mức tiêu thụ điện cho người dân. Nhưng việc cắt giảm đã khiến cho một số công trường xây dựng, trung tâm mua sắm cắt một phần ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Trong tuần qua, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống miền Nam của Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Mưa ở nhiều nơi, thậm chí đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Và
Vào hôm thứ Tư, Thiệu Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá vỡ kỷ lục trong vòng 200 năm qua. Mưa xối xả đã khiến mực nước ở nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 5 mét. Hơn 10.000 cư dân ở thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm khiến chìm các con đường và gây lở đất nghiêm trọng. Một người dân tại thành phố Thiệu Quan cho biết mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ và vẫn chưa tạnh. Một cư dân của thành phố Thanh Viễn cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 210.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 33 người thiệt mạng. Do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.